Nhiều bạn hay thắc mắc với mình là làm bánh thạch 3D có cần khéo tay không? Thì thực tế là nếu bạn có một chút khéo tay thì đó là một lợi thế. Còn không, bạn chỉ cần có đủ sức khỏe, đam mê và thời gian thì ai cũng có thể làm được đó. Tỉa hoa trên nền thạch 3D cũng có một chút tương đồng với việc vẽ trên giấy. Bạn chỉ cần xác định bố cục, pha màu và đi cánh làm sao cho mềm mại nhất thì tác phẩm của bạn trông nó đã rất là tuyệt vời rồi. Cái khó của thạch 3D là bạn phải vẽ ngược và chờ tới lúc đổ đế xong mới được chiêm ngưỡng thành quả. Chắc bạn sẽ lại thắc mắc với mình là xong vừa làm vừa thỉnh thoảng lật bánh lên xem có lỗi thì sửa luôn. Tuy nhiên, nếu làm như vậy thì thạch sẽ ra nước rất là nhiều và việc tỉa hoa cũng trở nên khó khăn hơn. Chính vì vậy mà yêu cầu về sự tỉ mỉ và cẩn thận trong làm bánh thạch 3D là một điều không thể thiếu các bạn nhé.